Vào tối ngày 3 tháng 1, buổi lễ họp báo bốc thăm và ra mắt nhà tài trợ của giải bóng đá FC CB Sport Cup lần thứ 4 năm 2019 đã chính thức diễn ra tại quán Coffee Casa. Có mặt tại buổi lễ bốc thăm là đại diện của 28 đội bóng tham gia tại giải đấu năm nay. Qua đó đã xuất hiện bảng đấu tử thần và những cuộc hội ngộ đầy duyên nợ. Cùng với đó là sự xuất hiện của ông Trần Văn Hoàn, giám đốc của công ty CB Sport, nhà tài trợ chính thức của giải bóng đá FC CB Sport Cup lần thứ 4 năm 2019. Trong buổi họp báo, trưởng ban tổ chức giải Đào Hùng đã công bố thời gian, điều lệ và lịch thi đấu của giải đấu năm nay đến đại diện của 28 đội bóng. Giải đấu FC CB Sport Cup lần thứ 4 năm 2019 quy tụ 28 đội bóng phong trào hàng đầu tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó là những sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng của các đội bóng khiến cho phần bốc thăm trên bảng trở nên vô cùng hợp và kịch tính. Những lá thăm may rủi vô tình tạo ra những bảng đấu hết sức hấp dẫn tại giải đấu năm nay. Đã xuất hiện những cuộc hội ngộ đầy duyên nợ như Amigo FC và Nam Trung Việt FC tại bảng D, Ba Miền FC và Liên Tình FC tại bảng C, Vietstar FC và Tân Hồng Dũng FC tại bảng F. Đặc biệt, đã xuất hiện bảng đấu tử thần tại FC CB Sport Cup lần thứ 4, đó là bảng đấu E, nơi hiện diện của 4 đội bóng, P19 FC, Tuy An FC, Liên Hiệp FC và Tấn Phát FC. Giải đấu FC CB Sport Cup lần thứ 4 năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 6 tháng 1 năm 2019 đến hết ngày 24 tháng 1 năm 2019. Trận đấu khai mạc FC CB Sport Cup lần thứ 4 năm 2019 sẽ được diễn ra ngày 6 tháng 1 năm 2019 vào lúc 16 giờ tại sân bóng đá Chầu Lửa FCSC.